Em biết rồi. Dạ em chào chị. Ủa sao tự nhiên Nguyên đòi lên chùa vậy anh? Chắc là chán cái gì đó. Mày yên tâm, lên chùa vài bữa đâu cũng về. Thôi anh đi làm nha. Thôi đi làm sớm giờ, ngồi đây với em thêm xíu đi. Trễ giờ anh rồi. Vậy thôi tí nữa đi làm xong á là ăn cơm với em đó nha. Ok luôn. Ủa? Tóc em dính gì hả? Đưa lên lấy cho. Ui. Anh đi nha. Không, bây giờ anh lấy thiệt cho nè. Phía sau nè. Sao? Nữa. Chút nữa đi làm xong ăn cơm với em nha anh Sĩ. Chắc giờ này ngủ rồi quá. Ủa? Em? Anh chưa ngủ hả? Ủa? Sao hôm nay đâu có dạy học đâu? Sao em có mặt ở đây? Mà mặc bộ đồ bộ vậy? Tại vì nhà của tụi em bị hư điện mà ngày mai mới sửa được. Cho nên là cô Liễu với mấy tụi em qua đây ngủ nhờ một đêm. À, thì đó là vậy. Vậy mà anh cứ tưởng. Tưởng gì vậy? Tưởng em nhớ anh chịu không nổi, qua đây xin ngủ một đêm để sáng gặp anh liền. Anh làm như anh kiểu mà soái ca, đẹp trai, rồi nhiều người mê lắm vậy đó. Gì vậy? Nhanh lên nha, coi chừng bị phát hiện á. Làm gì lông mi dính cái mặt nè. À, sao tự nhiên chu mỏ nhắm mắt vậy? Tưởng anh làm gì hả? Tưởng gì đâu. Ờ, không gì đâu hết á. Không có tưởng gì mà. Hỏi nào. Thôi, trời bị đứa không gió ha. Thôi, giờ này không gió gì nữa, trúng gió bây giờ. Trúng gió gì? Anh to vậy anh che được cho em hết. Đi. Cái gì? Xoay, đừng có đi xuống chung. Sao vậy? Em xuống trước, anh xuống sau. Không thôi mọi người phát hiện bây giờ. Xuống trước, lại đi. Nhanh nha. Lẹ. Thấy chưa, tụi nó đâu có sai, chắc chắn hai đứa này đang tù ti tú tí với nhau nè. Phải đi thông báo cho cả làng biết mới được. Em ơi, cậu quá đâu mất tiêu rồi. Thế nào tối nay hai đứa nó cũng hẹn hò tại đây đây. Bây giờ mình đi tìm chỗ mình núp để coi. Để coi chuyện gì xảy ra. Núp. Không được. Núp ở đây được nè. Núp trong này đợi hàng nó về có bánh mà ăn đỡ đói. Ăn bánh phải khát nước chứ. Trời ơi, hai cái đứa này sao mà nó lâu quá, nó không chịu vô đây cho mình bắt nó trời. Ngồi trong đây ngợp muốn chết luôn. Mắc toilet quá. Trời, tệ cái chân quá, phải đi thôi, không đi chịu gì nổi. Anh nè. Ờ, anh có mua cà phê cho em á. Lên đây đi, vậy nha. Cuối cùng thời cơ cũng đã tới. Giờ mắc tội lớn quá, sao đây ta? Không lẽ... Làm gì mà rón rén như đang trộm nhau? Chứ còn gì nữa.
Tự nhiên kêu lên đây chi vậy? Đi uống cà phê. Anh uống cà phê cho em nè. Thôi, đi xuống nha. Xuống gì? Ngồi uống hết đi cà phê hay gì? Thôi, mất công người ta phát hiện gì vậy? Phát hiện gì đâu, em rất gan quá ha. Chứ còn gì nữa. Chú Sĩ. Có đồ quá đi chứ. Thôi, em đi xuống đi. Chị My. Thôi, mày đặt giả tiếng Nguyên đó hả? Cái gì mà nhát gan quá vậy? Ai chẳng biết tụi mình yêu nhau. Nó kỳ lắm. Chú Sĩ, chị My. Bắt quả tang rồi. Bắt quả tang rồi nha, hai người ha. Hai người đang yêu nhau đúng không? Anh sẽ đi nói cho chị em biết. Anh Ngọc ơi. Anh kể. Anh để hai người hết chối rồi nha. Đi thông báo cho cả nhà. Để đi mà anh để. Anh để. Chú ơi, cô ơi, mọi người ơi, chuẩn bị xong hai người ơi. Anh để. Nó là cái gì vậy? Anh để. Chú ơi. Anh để. Anh để. Anh ơi. Anh để. Ơi trời ơi. Cái gì vậy? Con làm tiếp gì đi. Dạ? Lên phòng nhanh nha, lên phòng nhanh. Bí mật quốc gia, anh kể cho nghe. Lên lẹ nha. Em đang uống cà phê mà. Lên đi rủ. Ghê thiệt chứ. Không ngờ cậu Ba với cô giáo Diễm My là lén lút hẹn hò với nhau. Nếu không tận mắt chứng kiến, mình cũng không thể nào tin được đó là sự thật. Giấu ghê thiệt. Vô đi em. Con chào chú. Cô đâu rồi? Dạ cô đi ra ngoài rồi chú. Đã nói là có chuyện quan trọng rồi mà cũng còn đi ra ngoài được, thiệt tức quá. Công nhận bạn anh vui tính gì đâu luôn á. Nhưng mà phụ nữ á là thích đàn ông vui tính vậy đó anh. Nó mà nghe được chắc cười suốt 3 ngày quá. Mà phụ nữ thích đàn ông vui tính hả? Ừ. Vậy là anh quá vui tính rồi. Ừ, đúng rồi đó. Anh đi vệ sinh ạ. À. My. Ủa, cô Liễu. Cô đi uống cà phê hả? Ngồi bằng nào vậy hả con? Con uống cà phê. Đi với bạn trai. Không có. Cái người bà lần trước mà con đội bên đi lông đó. Không phải người đó, cô Liễu ơi. Không phải người đó đâu, cô Liễu. Xin đàn chút xíu cô sẽ mặc với. Dạ, đi. Không phải mà. Đi mà. Không phải đâu, chứ cô ơi. Giấu được hay sao? Không có giấu cô. Chút xíu thôi mà. Không được. Nhưng mà con nhỏ này. Không được đâu. Hay là người cô quen. Sao phải là người cô quen được? Nó không phải người cô quen. Chết cô Liễu. Con à, đổi mặt nạ đó làm chi vậy? Cởi ra cho cô nhìn mặt chút xíu nha. Ê, cô Liễu làm gì vậy? Trời ơi, người quen đây... đúng không? Không phải đâu. Hả? Không phải. Sao lại giấu cô chứ? Trời ơi, con đâu có giấu cô. Cô Liễu ơi, cô nói nhỏ nhỏ thôi, người ta nhìn con quá trời quá đất rồi kìa. Bộ dạng này quen lắm đó nha. Chắc chắn là gặp ở đâu rồi thì phải. Đúng rồi, chắc chắn người đại cô quen mà. Cô Liễu cô quen nhưng mà không phải là người quen của cô. Mẹ, tại không vì mở ra nói cho cô biết chút xíu đi. Anh cô sẽ không thấy bất cứ ai đâu. Đi. Anh là người nổi tiếng đó nha cô Liễu. Người nổi tiếng? Là người nào vậy? Cậu Hổ đó anh. Cậu Thủ? Là ai? Ai vậy? Quang Hải. Quang Hải. Ghê chưa. Ôi trời. Quang. Chào con. Cô cho cô bắt tay chút xíu nha. Bắt tay kìa, Hoàng Hải ơi. Ôi trời, thật là bất ngờ quá. Ôi, không biết là tôi đang tỉnh hay mơ nữa. Là Quang Hải hả con? Dạ đúng rồi, ảnh lắm. Quang Hải à, cô ái mộ con lắm đó. Cô là fan của con đó. Ôi trời ơi, cô rất là thích con đá banh đó con à. Ủa, mà sao trong TV Quang Hải tí xíu à? Ở ngoài đời cao dữ. Tại... TV nhà cô Liễu nhỏ cho nên tưởng anh nhỏ xíu thôi chứ cao lắm á. Dạ. Hoàng Hải à. Ôi trời ơi. Cô Liễu không được uống cà phê với bạn hả? Chú ký. Khoan đã, bạn sao đó. Chú ký, Hoàng Hải. Cho cô xin chú ký nha con. Nghe. Thôi bữa sau con xin cho cô Liễu. Trời ơi, sao gì nữa. Sẵn gặp đây xin chú ký luôn cho rồi. Nè, Hoàng Hải ơi. Xin đi mà cô đang nghĩ đó. Ôi trời ơi fan. Cô là fan của con đó Quang Hải hả? Kiềm chế lại. Người ta nhìn cái người ta nhạo qua đây. Xin cho ký ảnh làm phiền ảnh. Cái ký đi anh Quang Hải ơi. Đây nè. Đây rồi. Đâu cũng được hết con. Mấy cái đi con. Đó. Nha. Quang Hải. Chữ ký của người nổi tiếng cũng quá khác nữa. Xuất sắc luôn. Cô Liễu, được chưa? Đúng cà phê với bạn đi. Thôi bạn sao con? Quang Hải. À,
Khi nào quẩn quẩn á, nhớ ghé nhà cô chơi nha. Nha, con Mì ở đó nữa đó, nhớ nha, nhớ nha. Cô đi vô có chuyện chút xíu, cô chạy ra liền, nhớ nha. Quang Hải, nhớ chờ cô nha, nhớ nha, nhớ đó. Hai, tiện tới đây được rồi, anh đi về đi. Không thôi á, cô Liễu thấy á. Có gì đâu mà sợ. Sao mà không sợ được, cô Liễu hả, còn hơn là khủng bố luôn á. Em làm gì á, cô cũng biết luôn, thấy ghê vậy lắm. Nè, vậy bây giờ tiện hết đoạn đường này thôi. Mà nè, hồi nãy ăn cơm rồi, sao giờ ăn bánh bao nữa vậy? Cơm khác bánh bao chứ bộ. Mi. Hả? Anh này, tự nhiên kêu hôn đây làm chi không biết nữa. Kêu hôn người nào? Anh chỉ cái miệng kìa. Anh chỉ nói cái miệng mép em dính bánh bao đây nè. Tự nhiên hôn người ta bên đây nè. À, lợi dụng kiếm cớ đó hôn anh đúng không? Hay quá ha, còn dám giỡn vậy nữa. Không, anh muốn hôn mà, hôn đi, nè, hôn lại đi. Thôi thấy ghê quá, người ta chỉ thì người ta chỉ đây đi. Thôi này lấy cái tay lấy giùm người ta, còn mình đặt chỉ. Cái gì vậy? Thiết thai của Liễu Mai ơi, vậy con không biết. Con không biết mà. Trời ơi, cái con nhỏ này nhẹ nhẹ thôi. Trời ơi, làm cái gì mà đau, đau cô quá đi nè. Có biết là cô mong manh dễ dở hay không hả? Con nè, thì cô hỏi, nó là ai vậy? Đâu có là ai. Sao lại giấu cô chứ? Con không có giấu cô gì hết á. Cái con nhỏ này thiệt tình à. Chính mắt cô đã nhìn thấy nè, còn giấu nữa hả? Không có ai gì đâu, nhìn lộn rồi, có ai nè, đâu. Nè, khoan đã. Cái con nhỏ này thiệt tình à. Ít ra cũng phải giới thiệu cho cô chứ. Mới về hả em? Ủa, uống thuốc gì vậy? Vitamin thôi à. Củ dường hai cho hả? Ê, sợ là anh thấy con người yếu à. Cho anh uống ké chứ. Thôi, tự nhiên thuốc của em à. Nhưng mà thôi, vô gì anh Mi, có đi hẹn hò với ổng không nhờ? Ủa hẹn hò với ai vậy? Hả? Có gì đâu. Đâu có hẹn hò gì đâu cô, bình thường mà. Mấy cái đứa này có chuyện gì mà tối ngày sầm xì hoài vậy? Con cũng biết ra rìa này cô, không hiểu gì luôn. Hẹn hò có gì đâu mà phải giấu chứ. Ủa, nè, bộ con Mi có bồ hả? Dạ con không biết luôn cô. Cái bí mật này á, được giữ kín tuyệt đối luôn á. Tôi về rồi nè. Anh về rồi nè. Trời ơi, anh Quốc kìa. Công nhận luôn á nha, kể từ khi lên làm quản lý anh thấy phong cách của anh đỉnh đạt hơn hẳn á. Ủa bà đang nấu gì vậy? Nấu cháo bí đỏ, đơn giản thôi, đem về bệnh viện á mà. Trời ơi, nay Diễm My chín chấu, đảm đang dữ vậy ta. Khi yêu á, người ta thường thay đổi theo hướng tích cực ha. Lúc chia tay người ta cũng thay đổi vậy đó. Cái anh này, cái mẹ mắm ăn muối à. Ủa, bữa nay nhà mình ăn mắm hả? Dạ không, cô Liễu mới về. My, ủa nghe nói là con bị bồ đá hả? Ủa, cái gì vậy? Nấu cháo cho ai vậy hả con? Nè, có bồ mới rồi phải không? Có gì đâu cô Liễu. Có thì nói đại đi, giấu làm gì nữa. Có gì hết cô Liễu ơi, không có phải như vậy đâu. Thôi con đi cô ơi. Con đi cô ơi. Mấy cái đứa này thiệt á. Dạo này cô thấy hả, mấy đứa hay tụ tập rồi không biết làm gì hết. Lúc nào cũng chừa cô lại đây một mình hết. Có phải vậy không Julian? Dạ. Cứ mỗi lần cô hỏi tới là tụi nó rủ nhau đi tiêu, để lại cô ở đây một mình à. Cái đó là bị bỏ rơi á cô. Nè, cô tính giấu cô hả? Đừng có mà mơ nha. Từ từ rồi cô sẽ tìm ra hết cho mà xem. My ơi. Hả? My, xuống bếp tôi nhờ xíu. À. Ý, lẹ lắm. Cô Liễu ơi. Cô Liễu. Shh, cô la lớn. Bây giờ cô chạy vô trống, nhớ có gì báo động cô nghe. Cô Liễu, có thấy không ổn đâu. Không ổn cái gì chứ. Nè. Đừng nghe. Trời ơi, đừng có đứng sau đó đó. Nó vô là bắt gặp thì sao? Đi đi. Đừng trốn thể ra nha. Trời ơi, cái thằng này. Người lớn mà, lì ghê.
chữ của tôi. Em nghe nè, hôm nay em có nấu cháo bí đỏ cho anh á, em chuẩn bị đem qua cho anh nè. Cô Liễu ơi, cô Liễu, cô Liễu ơi, cô Liễu ơi, cô Liễu. Ờ, Julian thằng con. Dạ, con nè. Ủa, nó đâu, nó đâu? Ủa trời, nãy giờ người ta thay đồ đi 2 tiếng đồng hồ rồi cô. 2 tiếng đồng hồ rồi hả? Tôi chết cô rồi. Cô ngủ quên. Ủa, cô đi đường người ta mà ngủ quên luôn là sao? Thì tại chờ nó lâu quá không thấy nó về, cho nên cô mới ngủ quên. Gia đình là số 1, oh, oh, oh. Gia đình là số 1, oh, oh, oh.